Hai, xin chào tất cả các bạn. Thì mấy nay ở nhà không à? Nay Hùng có nấu sẵn món bò này mà. Bò này cả nhà. Đó. Bánh tráng với xà lách nè. Giờ là buổi trưa rồi cả nhà. Đây là bún. Nấu sẵn là không có quay phút nấu, tại vì cái bếp xấu á, quay lên kiện ai em xung lên xung tung. Nước chấm tao hủ nè, nước chấm nè, bánh chén là không nhúng nước, không cần nhúng nước, nó mềm thì sẵn nha. Em của Hùng kha đông tin. Mời cả nhà ăn nha, nhà lâu lắm rồi mới được ăn lại cái món này á. Bây giờ mình sẽ gắp bún luôn trước, nó ngon lắm cả nhà. Sẽ bỏ rau lên nè, rau dấp. Cải nè, thịt bò nè cả nhà, đậu phộng nè, nhiều thịt lên mới đã. Cuốn nè, chắc nhỏ lấy hai tờ luôn rồi, dày quá, bỏ lại tờ mời cả nhà ăn nha. Đây là trà sữa nha cả nhà, sữa để lát nước sạch này mắm mình chấm vô đây. Ngon cả nhà. Hai là bò được không? Đó mặn phải không? Ngon quá nhờ. Lâu lắm rồi mới ăn lại món này á. Nó cũng chán rồi. Giờ làm cuốn nữa, cuốn đổ nha. Nó nhỏ hơn. Bún. Bún mình có thể chọn ăn không với tổ hợp đậu hũ cũng được. Gao. Giờ ăn gì cũng nghe ngon á. Cái gì xài chứ mà. Mắm cay nha nha. Ngon lắm. Ngon. Hồi bọng. Ngày qua mới ăn bánh tráng cuốn tắc mỡ tuyệt vời luôn, ăn lớp 12 này đi.
Nhưng mà 12 giờ đêm làm biết quay ở nhà quá. Nay làm lại món này, quay ở nhà xem. Hết bún rồi, mình cho thêm bún cả nhà ơi. Bữa nay Hùng không có làm clip tóc được cả nhà, vì không có câu đâu có ai đâu mà mình quay. Giờ mình đâu có được làm đâu. Đâu đâu làm một hai người quen, người bạn, anh em đồ lại làm thôi, lại làm giùm thôi. Nói gì ra nói đi. Quá rồi. Mấy nay thánh ăn cay kia bận cả nhà. Để vài bữa mình thử thử thách thánh ăn cay để ăn nguyên hũ ớt. Nguyên một hũ ớt sống luôn chứ không có sao tới vậy. Ớt xem luôn. Móc thì cho đã. Như là hồi xưa Hùng không có biết ăn rau cả nhà. Tự nhiên lớn lên nhá biết ăn à. Chứ hồi nhỏ cũng không biết uống nước ngọt nữa. Sau này uống được vài lon bia. Đô Hùng uống cũng được 4-5 lon. Đồ bò, đồ bọng, rau. Ngày mai Hùng rảnh Hùng sẽ làm clip nói về lý thuyết làm tóc cho cả nhà xem nha cả nhà. Lý thuyết về làm tóc, kỹ thuật cơ bản. Ngay nhiêu tuổi rồi không? Em mới 15 tuổi rồi. Em mới 15 rồi. Tin không cả nhà, tin không cả nhà? Ngon sớm nhà. Nhà làm thử món này đi. Hoặc ở nhà mua bánh rán nè, tắp mỡ nè. Tắp mỡ mình nướng nhẹ lên cái bên, đúng rồi, nướng nhẹ lên cái cho nóng nha đó. Làm nước tương dầm tỏi ớt đã, đường miếng đường nữa. Làm nghề được những năm rồi không? Có 2 năm. Đúng rồi. Mấy video rồi? Quên video rồi. Không ngon. Hùng năm nay là sinh năm 1988 như thế nào, tuổi rồng. 1988 tuổi con rồng. Giờ Hùng nhà chuyển qua Hùng ăn cái chén còn. Giờ Hùng ăn bún. Bún nè cả nhà, là hũ rau hay mình ăn bún thịt nướng. Giờ mình ăn bún đậu hũ thịt bò xào đậu phộng đó, đã không? Thịt bò nè đó. Mời cả nhà bún nghe tiền cả nhà, bún đậu hũ thịt bò đậu phộng rau
Bây giờ chan mắm vô. Ăn nhiều khá thanh niên. Ăn cho vậy thì ăn đi chứ có bồ. Có bồ rồi phải không? Bồ chưa? Có rồi phải không? Bồ làm tóc luôn đúng không? Đang tìm hiểu đúng không? Đang tìm hiểu. Trộn lên. Mà cái nhà ăn bún bún thịt bò đậu phộng chứ không phải bún thịt nướng nha, bún đậu hũ thịt bò. Lâu lắm rồi, thật sự lâu lắm mới ăn được món này. Mới không chưa ăn cơm đâu mà hết ăn bún giống vậy. Bún bánh chén rồi. Tại ở nhà nhiều quá, rảnh làm nhiều món luôn nha. Bữa nào đồng lên có 2 kg. Bé bữa bé quắn bữa ăn ớt toàn tháng luôn. Bữa bạn tháng ăn nửa chén ớt sao tới đúng không? Hồng quá anh. Làm thêm chén bún nữa cả nhà. Đầu có hàng đã. Ta nói ăn tàu hũ nhiều thì nó sẽ bị gì cả nhà? Bị gì ra? Tàu hũ nướng lâu. Thì ăn tàu hũ với đậu phộng thôi nha. Ăn tàu hũ nhiều bị gì cả nhà? Cơm mình cho không biết ăn tàu hũ nhiều bị gì. Nước mắm
thường hay thông thường mình ăn bún thịt nướng, bây giờ mình ăn bún đậu hũ. Tiệt là ngon quá đi, tiệt là đã quá đi. Ngon chưa? Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Uống nước rồi. Vẫn còn ngon nha. Cái này hơi. Cái này bị mềm xèo rồi. Mời nhà ăn ớt. Ăn phải thề thề mới đã. Mời nhà ăn đậu hũ. Nghe Chí Hùng thích ăn đậu hũ. Ví dụ đi quán ăn nào, đi quán ăn nào cũng kêu tàu hũ chiên giòn. Ngày mai mua tôm sống một tuần thì ăn cái này coi. Một mình mình ăn ba lạng luôn, nửa ký luôn, tôm sống bột đạt. Cảm nhận thế nào? Cảm luôn á. Thấm rồi. Nước vừa cái nào. Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn xem xong nhớ like, share cho mọi người, tương bình. Nhớ đăng ký kênh, ấn vào cái chuông để xem video mới nhất của mình nha. Bye bye.